Thầy xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Chào cả nhà Tư ơi. Thì hôm nay ấy, thì nhân dịp cái đám giỗ mẹ của cô Hằng ở cả nhà, thì cô cũng đặt tiền làm là 200 cái bánh bao nha. Đặc biệt là bánh bao trứng muối cả nhà ơi. Ở đây thì tiền cũng đi chợ nha, mua bột xong hết trơn rồi. Hôm nay thì rước bà Tư xuống. Bà Tư thì chỉ tiền làm bánh bao cả nhà. Bữa nay rước thợ xuống làm luôn nha. Dạ, Tư thì xé bột ra nha, mỗi một hao vậy là sẽ 1,5 kg bột nha cả nhà. Còn bên đây là phần men nè, Tư cũng đã để nước vô để mà mình kích hoạt men á, để cho hồi cho nó nở nha. Bên đây thì có thêm phần trứng muối. Trứng muối này thì Hiếp Ba hôm bữa cũng đã làm á cả nhà. Đây, hôm nay lấy ra rất là vừa ăn luôn, thành công nha. Đó, nguyên một cái lồng trứng đỏ vậy là nó cứng ngắt luôn rồi nè. Chị Hai Tiền thì sẽ lượt những cái chồng đỏ, bỏ cái chồng trắng trong cái thao này nha. Một hồi mình chỉ lấy cái chồng đỏ mình làm cái nhân thôi. Rồi bên kia thì Hiếm Hai với lại Hiếm Ba với Bác Năm nha. Bữa nay thì làm nhân thịt với lại củ sắn nè, rồi nấm mèo với lại trứng muối đó. Đặc biệt thì cô cũng dặn Tiền là làm dư ra cả nhà, giống như ai làm phụ thì cô sẽ tặng cho mỗi cô chú vậy là 6 cái bánh bao nha. Thì cô cũng có gửi thêm cho bà Hai bánh bao chay nữa nghe, cho nên là Tiền có nhờ Tư ở chảnh là mình nấu nhân sẵn cả nhà. Tổng cộng là bánh bao chay mình làm khoảng 25-30 cái gì đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ khui hàng ra, khui bột ra. Đang đợi đường xuống, từ nãy giờ quên vụ đường. Đang đợi đường xuống nữa. Thì hôm nay thì con cũng cảm ơn cô Hằng nha, đã đặt mấy hiếm cháo bánh bao để tặng cho bà con nha cô ơi. Bữa nay là mùng 9, ngày mai là mùng 10 thì ngày giỗ của mẹ cô cả nhà, cho nên là cô muốn phát tâm để mà tặng những phần bánh bao yêu thương đến cho bà con ở chỗ của Tiền nha. Đây mình chuẩn bị ít thịt nha. Cho tỏi vào trước đi. Tỏi thử. Trứng nó tròn tròn ngon hả chị? Mà trứng bự. Có mấy cái lòng nhỏ nó bự. Thôi ấy cái đó ra gọi cái đó trong quay gọi với nha. Không em. Thấy không, một em bị giữa. Không phải giữa. Mà chưa tới. Chưa tới ngày tháng. Nằm trên mặt. Không sao. Nước rồi không dằn đè. Dạ. Để vô nó ngọ mình muối. Có đè. Cái gì thì ngon xíu mình chơi vô. Nó chồng quay đó, đỏ vậy. Tại vì muốn nó lại rồi. Dạ. Dạ sao bên đây nó muối tàn là vừa cho mà. Cái này mua chai bự. Vừa cho là người ta làm mặn lắm. Không, vừa cho là khi nào ta muối nè. Dạ. Bóc ra ta bán á. Dạ. Cho lại cho nó đừng có hư rồi. Bán. Ờ dạ. Cái này là cái ấp cho vô. Ấp cho nó. Đây mình đánh điện lên. Mình cho là cái ta bán là ta ấp cho vô đấy hả? Ta cho cái cho vô. Rồi dễ đâu đó. Cho nó đừng có hư. Bởi vì con gặp trên chợ tao bán đó, tao gặp con quán cho lại. Tao ớp cho mà. Cái hồi củ sắn mình để vô sau hả ba? Ừ. Mỗi thao là 1,5 kg bột nha cả nhà. Dễ nhồi mà. Giờ Tư đang tìm tòi cái, tại vì hôm bữa Tiền cũng có làm bánh trung thu thử nhưng mà không có thành công. Điện Tư giờ là Tư làm tới đó thì Tư sẽ chỉ bí quyết lại. Cái đó nó hơi khó hả Tư? Nó là phải làm đường thắng. Đường thắng? Đường mặn là phải đi chợ với chỗ dạ. Viên ra bán gia vị bánh trung thu đó. Dạ. Mưa đường thắng nó về mình ngồi. Dạ, cái này ngon ha. Cái đồ có hai cái máng mà để nó dễ. Chị Hai, này mình làm bánh bao trứng bông lan trứng muối ngon á chị Hai. Có dư không? Có dư không? Dư. Này tới 300 trứng mà. Ôi đó nó. Nó. Trứng bông điền. Trứng bông điền. Thôi mở trong nó vẫn còn. Thôi, bỏ đi. Để nó hổng hổng vô bánh bao á. Chúng ai ăn chúng bánh bao hổng tới đó mình làm không biết làm hổng thủng. Dở đột chết. Mấy cái trứng chồng á, sợ nhất mấy cái trứng đục á. Để cho dầu ăn vô trong bột luôn nha cả nhà. Một ký bột. Hai muỗng. Một ký hai muỗng vậy là ba muỗng. Ký như là 200 gram. Ký giữ là 300 gram. Dạ. Thấy không? Chưa. Rồi.
Okay, dư chút được không? Được, để vô đây đi. Để vô bột ha. Để vô men. Rồi để vô cắt sữa, để vô cái bánh ra. Dạ. Cân luôn 3 cái. Cắt sữa nhiều ít hay tư? Thì cắt đủ tiêu chuẩn của nó đi. Cái này là mình cho nhiêu sữa? Một thao gì là 3 bịch á. Một thao 3 bịch ha. Ừ, mình cắt vô đây. Cái tô này nhỏ này quá. Ăn cây không? Tiếp rồi. Cái đó bịch nha, chế đây dạ. Bịch nó đây, cái mình quậy lần lần, cái mình chế lần lần vô, cái mình dạ. Thêm đường nữa vậy. Đấy, không thấy cái thao rồi lấy cái này. Cắt vô bịch vô này đi. Dạ. Một ký rưỡi là 3 bịch sữa. Thiếu thì mình thêm nước vô. Cái này bịch sữa này là 220g, 220ml. Sữa để vô quậy cho được nó ra. Chứ như vợ mình ấy từ khớp cho tan đường đấy ha. Tại cái này nó nhỏ nè, mình để nó dạ. 3 hộp sữa thì nó sẽ không thấy. Đặt nó đi cho nó tan hết luôn. Còn tất nhiên là thêm nước vô. Làm cái da này mặn thịt ngon á. Dạ. Cái da mình làm sữa. Giờ là mình nhồi trước rồi mình ủ nha cả nhà. Này ủ mấy tiếng rồi Tư? Thì nào mình thấy nổi phình lên là mặn. Dạ. Chắc tầm khoảng 1 tiếng 2 tiếng gì đó ha. Không, chừng khoảng hơn nửa tiếng nè. Hơn nửa tiếng nha. Còn ít ít mình chế vô thôi, nhồi nó cũng tan hết. Dạ. Này đánh nó cũng mau, quậy nó cũng mau tan. Hay là thêm sữa luôn đi hả Tư? À biết, tùy lòng. Thêm bịch nữa đi. Sữa đi cho nó ngon. 4 bịch. Cái thao kia thì Tư đang nhồi với cả nhà, giờ Tiền sẽ cho vô đây luôn. Nói chung á, cái này thì mình cảm thấy 3 bịch thì nó hơi bị khô. Cho nên là phải thêm nửa bịch, khoảng nửa bịch sữa Tư kia nữa đó. Rồi bây giờ là mình làm tới màu xanh này cả nhà. Màu xanh này thì mình sử dụng một bịch sữa tươi, còn như thì mình sử dụng màu lá dứa nha. Dạ, còn bên đây nữa nè Tư. Tư làm thêm mẻ trắng nha, hai chị em Tiền làm mẻ xanh. Mình quậy cho nó tan đường ra. Với cái lượng lá dứa này thì nó không có đường ở trong đó, cho nên là mình sẽ thêm 100g đường nữa. Đấy, quậy đều bột lên. Mình không lấy cái gì đâu mà quậy cái chảng. Dạ. Quậy cho nó uống bột vô đi. Cái còn gì mình học tay cái nó dính dậy vô cái tay khó làm lắm. Dạ. Cái này là men với đường sữa tươi quậy chung luôn rồi. Vô bột. Không chị, mình nhắm chừng khoảng tô rưỡi này đó. Cái nhà thêm nước này một hồi khi nó khô thì mình sẽ cho lá dứa vô nha. Không mấy mạo hiểm được, thêm sữa thì nó ngon. Sữa đi. Tiền mạo dạ. Lấy
dưới thì lại ok rồi. Cái gì kêu mà không phải là mình ngon. Cái này là phải thêm sữa nữa các bà Tư. Ừ. Nào gì cũng được rồi, dạ. Ra đậm lắm ấy. Nè, sữa này còn mấy còn nữa. Cho em phần nữa đi chị. Chị phần nữa. Ớt thịt rồi nè. Chứ mình bằm sắn rồi xong với mèo xong hết mình cho nó vô luôn nha. Đổ vô kia. Đổ sáng trước là đâu có đổ nào cũng được. Chứ sắn mình bằm mình dắt cho nó nhuyễn á. Dắt nó ra nước. Cái này cái mè mình cũng bằm nhuyễn mình cho nó vô. Bắt đầu trong mè là ngủ phía lại chơi. Để con chơi mình vừa dắt nguyên nha. Còn phía cái này chắc ngủ chưa. Thơm. Thơm hả? Thơm đây hả thơm bản? Thơm đây có gì đâu mà thơm. Thơm nó dứa nè chứ không thơm thịt nha. Đổ vô đi. Đổ vô đi. Từ từ. Đây ra như mình tập vô ra. Này cái tiền nó không có xài của cải đỏ. Miếng mèo với sắn luôn mà. Đỏ đỏ cho tụi nhỏ nó ha. Không, trứng mình đỏ rồi đó. Trứng muối mình đỏ rồi. Cái đậu giỏi không tăng hai người. Trộn đều đen hồi cái mình dắt như dẻo thịt nha. Sắn là làm như dẻo mà dắt như dính như rồi. Rồi đó. Không, thịt mình lấy bắt bột lên đi. Bắt cục bột lên căng cái này nữa cho nó được nhiều. Tha bột cái đi là nó không có dính à. Còn hai rồi. 2 kg. Cái này cái này 1 kg 2. 1 kg 2 với 2 kg là 3 kg 2. 3 kg 2 mà trừ ra kể 200 g đi. Bự không? Nó bự nha. Nó bự nha. Em nhỏ nhỏ nè. Nó nhỏ nhỏ đi vô. Gọn gọn. Vừa giáp lại được. Hai bà nó to nhỏ nè. Nó này vừa đó mà. Rồi vừa bắt năm không được rồi đó. Ừ. Nè bà thợ ơi, nhưng ba lớn được không? Để xuống đây thợ. Ba lớn. Bự dữ rồi đó. Bự hả? Không không, chạy đi. Chạy đi nhưng ba lớn đi. Ba lớn mà cái da. Cái da nó khoảng 100 g phải không? 100 g. Ừ, để em bển đi. Miệng bự thì bắt cơ thịt con bớt. Làm nhỏ lên chút con, làm nhỏ lên chút. Năm dưa hay bự rồi đấy Dương ơi. Ổng rồi, cái này nó đỡ ổng rồi Dương ơi. Cái này dễ làm hơn trứng cút. 1 g mà. Để vô 1 g mà thấy da được rồi đó. Cái này 70 g nè. Nó dễ. Nếu cần 70 g thì nhắc ra đi là ta cắt. Nhỏ nhỏ lên chút đi ha. Từ từ nhỏ lại. Con ba nữa hả? Con bạn nữa hả? Ừ, có năm nhỏ rồi. Ừ, nhỏ rồi. Con ba này chắc là ba. Em hai ơi, em hai qua đây căng bột giùm con. Thôi chị quậy xuống đó hả? Cô chú bạn cái bao tay coi. Được, cho bao tay, cái bao tay. Bột thì cũng đã nở luôn rồi cả nhà ơi. Đây mình mới thao bột nè. Nở phình lên luôn nha. Nó ấy cái phần bột dán luôn. Giờ thứ hai là sẽ khăn bột nha. Mỗi một cục bột như vậy là 70 g. 70 g. Bên đây Tư thì cán nha cả nhà. Bên đây thì dầu nhân nha. Căn lượng tử đó. Nguyên một cái mâm trứng muối này cả nhà. 70 g dễ này. Bánh bông lan. Ờ cái bánh bông lan. Vậy vừa cái đít rồi mà nó không hao giấy nữa. Thấy hả? Vậy nó hao mất giấy đó. Đây kéo lên. Kéo một chút, đỡ một chút. Tôi kêu là phải kéo nó lên như này cả nhà. Nữa thì nó cũng sẽ có núm. Vậy phải không Tư? Ừ. Vậy được không? Mày ấy sâu cái này nè. Cái này nè. Bắt sâu cái này nè. Để không nữa là nó hả họng á. Chính là hả họng. Dạ. Là bắt sâu xuống luôn nha. Dạ. Rồi bắt đầu mình xáy vòng. Ừ. Dạ. À. Cái này cái... Cái này là để giấy, giấy lót. Để giấy lót, để qua đây là con ngồi. Này chị hai, chuyện qua bển. Này, đang bắt rồi hả? Mẹ ngồi ăn sao mẹ chuyện cho nhìn con đi mẹ. Để vô xào nha.
Dạ. Nhưng mà bị bắt phải nhúng nước tay bột nó dính vô có dạ. Cái khía. Nó được đó nha. Được phong tơ vậy được ha. Này là xong là đợi bột nở bắt đầu mới đem đi hấp hết tư. Không sao, 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 không 7 gram, 70 gram này. 70 gram. 70 gram chứ nó lộn 70 gram. Nó kêu kia dễ. Cái kia đang đó. Đây, để bột. Dạ. Để bột. Dạ. Để bột. À, cái nhà nha. Dạ. Nãy nó đem xuống rồi, cô chọn chị trong một ớt. Bà Tư bà cắn nhanh nhanh thấy ghê luôn. Mình không biết á, mình cứ làm cái bằng cái ống cán đó bác Nam. Cháu mình làm sao mà vừa hết thao thịt mà vừa hết thao trứng luôn phải không? Cái cục cao lên. Khi nào cũng ấy cái tay kia nhúng bỏ cái. Dạ con nhúng rồi nè. Dạ. Này cái này nó đưa nó có sống luôn nè Tư. Ừ. Nhúng bỏ. Dạ. Mang mà chúng thích điện nữa. Bữa nay con Trang thích điện. Sao thích dễ vậy chứ. Đại bột nở là bắt đầu hấp. Quá trời nực. Dương làm hơi bự lắm Dương. Hai bác cháu làm hơi to rồi đó nha. Chết đây, có cái nồng gì để không chị nhảy xuống đây được không? Nhưng đề, nhưng đề. Chưa đâu, cho nó nở bột nữa. Cái này mình khỏi thai chứ bọc hả Tư? Sao con bắp giống Tư sao nó lộng cộng quá ta? Ờ nó không quen tay. Chăn làm nó chạy tới luôn. Bỏ ra làm quá trời.
giữ nó cơm được ăn đỡ gì hói đi tao sáng ngày đó bụng. Bà Tư giả bộ, bà Tư bắt lại cái nữa coi lại thế bà Tư. Giả bộ thôi nha, đừng làm thiệt. Không mỏng mà. Có đem theo không nè? Đem theo mấy cái này làm cái ống cán tôi không cán, cái ống cán không có đủ. Cán là lâu hơn của bà. Chai dễ cán. Cái chai với bà làm ma cũng kỳ luôn. Căng mà còn làm kịp luôn cả. Tấm lại xong xuôi thấy chưa đó, một phút 30 giây không thấy gì hết gần xong mới chưa thấy nó dầu mỏ nó dầu không kìa. Bà làm chậm lắm thôi, làm chậm nó sẽ mở cho họng phải nhanh tay mới được. Để con sẽ tập trung lại thấm bột. Nè, cho cái nó đi tao bắt lại cái nữa cho coi. Trời ơi, con là trong vòng 1 phút 30 giây à bà Tư ơi. Giữ nha. Thấy nè, cho cái này nè, đừng có sợ nó đứt đi. Nhấn mạnh nó vô luôn à, để coi là bỏ nó chín nó ngã họng á. Chín nó cừ không bác tiền. Oh, được rồi. Mình phải giả bộ chút xíu mới được. Hay vậy là mình phải bắt nhanh tay quá, mình gầy gầy không được nội ơi. Lên gì nè. Mà mình sợ mình sợ nó xuất ra cỡ lại nó đế lên. Đúng rồi. Xem cái hả chị? Giấy mồ cái đầu đất thôi. Cái này bà Tư cái sẽ không kịp thay cho con bắt đâu. Đây cho miếng giấy đi rồi tao cán có thể cho. Đúng rồi, giấy đâu rồi. Sợ cái này bị nứt luôn rồi nè. Dở ra đi. Vậy nó bung cái bao bung giấy cái này. Cái này nó bung rồi dở ra hả? Ồ, vô cái nè. Như cái bánh bông lan vàng không màu lan. Kìa ba cái kia chị tới. Chị có lo mặn nè. Cái này lo mặn không kẹp nè. Giống cái mọng dừa. Giống cái mọng dừa chắc thôi. Rồi anh cùng nhân ngửa đẩy mâm này qua nè. Thôi biết rồi quay. Biết chưa? Biết rồi. Tiền lấy cái đó qua cho bà. Phan. Ống mạnh ngay cái cổ. Lỡ tay. Đó rồi để vô. Hai đây hai con. Cảm ơn con. Cảm ơn. Đại ca đó. Như đầu đó ẩm người khác ẩm hả người. Ra lệnh là người nào là người đó phải tuân theo. Cưng theo mạng số của bé bối. Sửa rồi nó bảy nặng nghe nó bảy. Biết chị nó nghiêng nó. Nghiêng trong. Ở đây nó nghiêng cái trong. Ừ. Nó cho hồi kia dưới là. Cho nó bỏ cái đây thôi. Cho nó cái gì. Khoan con lỗ tay rồi. Ê. Thôi đừng phá quá rồi. Bánh tôi đẹp rồi. Sau lưng Tư có xài không? Không. Cho nó con đựng nhân. Rồi gò nhỏ gì rồi kéo lên ha. Đã ta ơi, bà tìm không ta ơi. Đếm mày thử cái đó được nhiêu cái nha, thì đếm thử cho lên đó ta được nhiêu cái thì 2, 4, 6, 8, 10, 10, đếm luôn này nè, giỏ này 12, cái đó tao mới đẩy vô cái, tao mới nha thầy. Cái này luôn ha, 2, đẩy vô cái phải không, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 cái, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 cái. Một ký rưỡi là 37 cái. Vậy chạy ra là một ký nó tới hai mấy cái. Chết rồi, cái này bị ấy rồi. Hồi sáng mấy chú uống cà phê đi cái nó đúng rồi. Nó để là
phê chưa chị? Hai ba thử cà phê chưa? Wow, ngưỡng công việc đi. Đợi cho chị Bảy. Cái chị Bảy chắc qua bên cái ấy của chị Bảy đi. Chắc qua sẵn không? Dạ đúng rồi. Cái đó thì cái nhỏ châm. Cái nhỏ qua bị phỏng thôi nhá. Đây căng đi liền qua coi. Mày làm rồi. Đây công đoạn của mình nha cả nhà. Mình sẽ đem mấy... Tao kêu mà đem tao uống mà để đặng đủ mày. Cái bánh bóng kìa. Ôi, con chắc gì nó có sát dành quá không? Chắc chịu chờ 3 triệu bó. Cái này nè, dở lắm nữa. Ai với này có muỗng khoan á. Mượn khoan thêm mấy cái này nè. Để hấp nó xuống nó ướt cái chân nè. Ôi, cái miếng miếng giấy của mình đâu ta? Tư gì vậy, chắc sai gì đâu. Được, chị đây. Nô hả? Cho nó... Nô, mày dở nắp ra đổ vào ba. Mấy miếng giải cho mày. Dạ. Để chùm. Để chùm. Ôi mà... Điểm rồi cái nhiêu nhiêu đó, cái đó mình hấp đi hoài. Cái này mua của ba vậy. Ủa? Thấu khoan nó khoảng giữa một cái nữa. Thêm đấy ha. Ừ. Ủa? Cho nó rộng rổ. Ơi, nó lên nhiều. Cảm thấy vậy đó, nó đạt vậy, thấy không khoan. Ủa, khoan cả vấn đề đó, mà chơi đó. Nó coi vậy đó. Sắc nhôm mà. Muốn khoan mà. Ừ, muốn khoan, nhà tôi muốn khoan từ hôm nay. Mỗi lần mượn ông chặn ai. Mỗi chỉ về mà cũng khoan lắm, ngán ngán chứ. Nó để lâu lắm. Một cái mầm này, chắc cái chén rồi. Đó, chén đó. Đổi chén ra quá bự. Cái nhân bự quá. Nhân bự đó. Mầm của chị nằm trên giường á, bự. Bột này nó khô quá Tư. Nó không phải khô mà nó không mịn á. Nó khô là cán không ra đó. Nó chơi đó. Ừ. Đem lại cho ba uống kìa, ba khát dữ rồi kìa. Khỏi tốn cơm chèo. Uống nước là no hết rồi, khỏi tốn cơm chèo. Rồi đây bà ba uống miếng coi. Cho ba nút miếng coi. Nghe xuống của ba mở. Xuống của ba mở. Khỏi tốn cơm chèo ăn bánh bao. Dạ. Thì nay mình ăn bánh bao rồi. Mình làm gì ăn đó. Bao nhiêu phút nó mới chín? 15 phút à. 15 phút hả? 15 phút trở lại. 15 giờ 34 đó. Ơi mấy cái giải. Mấy ca không phải gì, cái này tôi thường 10 phút 15 này. Để cho nó hơi lâu chút. 7. Cái nắp mình không có bịch giải lại 7. Bịch cái nắp lại để nó. Ê cha mày dọc luôn rồi. Cái nắp ở trên nó chạy nhỏ. Tư mà bịch hấp có ra bịch vô lát cho mẹ nó uống đi. Không có đậy cái nắp vậy là hấp. Vậy hả? Khổ chụm này hả? Khổ chụm. Có người ta bán, người ta nó ăn cho nó đừng nó xuống thì thôi. Được không chị? Chị làm được không vợ? Như hả? Nói đi xa phải không? Chèm cái đi. Khoai bên đây ngon. Thì bây giờ thì hấp xong rồi nè cả nhà ơi. Chín nè. Bắt đầu thấy nha. Nhưng mà nó bị hơi bị nứt ha. Quá trời nó nở đẹp. Nó nở bự quá bự. Chút đi. Chắc quá dày rồi. Từ bán cái cậy đi. Không sao. Nó đụng nhau nó không nở nữa. Cho bự đi nở nữa. Bị nó chổi nhau cái nồi sợ nó không nở. Nước nóng nè. Chắc qua bên xề luôn đi. Bên kia ai làm thì làm nha cả nhà. Ở đây ai hấp thì hấp. Rồi bà ba ơi, giải quyết nó bà ba ơi. Sắp sộp luôn hả em ba? Dễ hiểu chấm tư luôn. Cái bánh này nó dữ dằn cái bánh này luôn nè. Nó đẹp á. Mà mất tiêu, mất tiêu gân nướng rồi. Mất tiêu gân rồi. Gân núm, mất tiêu chứ. Gân nghe nó cần kể. Nó đa lưỡi. Dạ, mất gân. Cái giống nhau. Nghe nè. Này cái này là được ha. Ừ, cái này nó tiêu răng. Ủa, bọn mình không có chấm hả? Không có chấm đi, sao chấm đi, chấm nó mới đẹp. Chấm nó mới giống bánh bao nha. Cái núm thôi nè, đụng xấu nè, đừng có xuống xuống. Ừ, rớt chắc không xấu quá à, nó đẹp nha, nó chào nha. Không, tại vì mới mẻ đậu thì nó phải lắng cánh gì đó một chút xíu nữa kìa, nó mới đều lại. Hai qua cái.
Bây giờ là mình sẽ quay ngang màu lá dứa. Đây, lá dứa rất là đẹp luôn. Cái này là cái da nó hơi mỏng nè. Hai bà Tư. Nói gì trời? Muốn bánh không? Cho bánh nè, bánh không? Năm cái mà bây giờ còn hai cái cho mượn cái xin đi cho nó, giờ còn hai cái không có cho nó, mượn mà phải trả là chấm ba nút luôn hết trời, chấm nút thôi. Ai chấm ba nút gì hả? Còn hơn, ai còn hơn là còn hơn là tắt thanh nữa. Đâu rồi, đâu rồi. Còn hơn là tắt khăm nữa hay gì. Nhưng mà lúc mà hấp ra là không có núm là tại chị Bảy chứ không phải tại mình. Đúng không cả nhà? Lá dứa này nó thơm. Chị Bảy ơi, em bắt có núm nhưng mà nếu mà ra đó không có núm là tại chị Bảy nha. Chị Bảy hấp đó em không biết đâu à. Giấc này đẹp luôn. Sau một hồi thì đã thành công cái vụ mà bắt núm rồi đó cả nhà, nhưng mà hồi để hấp nữa coi nó ra sao. Bánh này hơi bị đỉnh đẹp nha. Không sao. Ý da. Giờ ta lá dứa nè. Trứng quá bự. Chị Bảy, chị Bảy ơi, hết mẹ đó, chị Bảy qua lấy cái mâm em đi chị Bảy. Kìa, nó. Dạ nó nở hết nè. Nó cái mình nó dậy nhiều hết Tư. Là quay qua màu xanh rồi đó cả nhà. Tới giờ là chị Bảy hấp chưa xong nha. Chưa còn màu trắng đang hấp. Hello. Con nói con gì? Con gì bói? Mỏ. Mỏ. Lấy chồng con có mỏ kìa, mỏ cá chuông ra kìa. Hồng 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 gì đó. Chưa nắng là mặt nó hồng. Hả? Cái gan mẹ nó hồi đó. Lúc thì trắng, lúc thì đen thui. Quá trời hầm. Ôi trời này mình lên bãi tắm cồn tắm mới đã. Thấy chưa? Tắm lên. Chiều quá tặng người 5 cái, người hấp bánh phải tặng 10 cái. Chị biết bà nữa đấy, 10 cái nói mấy cái con đó vậy. Cái bữa con hấp không mà bà nói 10 cái bao nhiêu mới dành hấp đó. Không có phải vậy đâu, để yên tâm coi chiều có bánh ra sao mới được. Bánh đẹp mới cho 10 cái. Nghe nói 10 cái mừng hả? Chính không đó ông. 10 cái hay trừ còn 2 cái rồi tao cừ không. Bánh đẹp hay không là do người khách đó. Ủa. Bánh nó mới làm nè, bánh ngáp hoài, mình làm gì không ngáp. Trễ này 9 giờ rồi điện vô đặt 2 cái 100 cái bánh sầu riêng, chiều muộn 4 thì gửi tới Bình Dương mà bánh. Trời ơi. Ừ, bà tuổi này mà bà ngồi cái lưng bà dẻo dai cha. Còn tốt. Hôm qua mẹ quýnh ở đâu? Qua mẹ không còn mình còn ảnh ảnh sống đồ bả tự sớm giờ thấy ba không ảnh đâu gì hết trơn tài. Đúng cái đó. Rồi giờ còn ảnh ảnh đâu. Đúng đây nè. Dạ, còn cứng quá. Nó. Quá. Đụng vô mẹ. Sợ rồi.
hồ bà con á, bà con. Trời cái kiểu gì vậy? Kiểu gì mà kỳ nết không? Na gì á. Cái dĩ này mình dỡ là như dĩ thứ 6, thứ 7 gì không biết nữa. Dĩ này đẹp ha. Đẹp. Dĩ này có ngăn có nơ hết rồi nè. Đẹp quá. Rồi 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 luôn rồi. Tối quá. Đây giờ chị Bảy sẽ đưa ra ngoài cái xề như thế này. Nó kê cao lên nha cả nhà. Đây. Cái nước người ta bắt cái nồi để qua cái nó ấy đẹp. Bánh bao. Bánh bao này rất là đẹp luôn. Nghe lời bà cô cũng làm rồi. Bắt đầu mình sẽ lấy ra làm tay. Bánh bao bự quá ha chị Bảy. Dạ. Mà mình đẹp nữa, giống người hả? Thấy ghê. Tự mà khen bản thân mình luôn. Không ai khen mình khen. Nóng quá cả nhà ơi. Tự khen. Không có đầu tư cái cây gốc. Ở đằng kia thì cũng làm được mới nè cả nhà. Giờ bắt năm thứ ba thì sẽ nhồi thêm mỗi người mẻ nữa nha. Chuyện á trong hồi nãy nha. Nắp bánh cực khổ trường ai cũng tặng là cái bọc này nè. Rồi mình chắc màu gì vô luôn chị Bảy? Cái màu xanh hay màu trắng gì chị Bảy? Có cái màu xanh ngay sợi này đi. Ngay sợi đi. Thấy nó bung bẹo hết rồi. Chấm 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 mấy cái đó là nó bị sụ nụ sụn nụ luôn rồi đó. Nó bò ra luôn rồi nè, bò ra khỏi miếng giấy luôn. Không tại cái sợi đó hơi bị nghiêng á, mẹ đừng chắc chồng xung quanh nữa. Chỉ cần vô nó nổi răng lên nó đẹp rồi sao, nó gùng răng nó lên. Nó giống cái ngựa hấp nó cũng đẹp. Trời ơi chuồn quá nè, cái này mới giống cái ngựa hấp nè. Nó bị nỉn. Bóp quá nhà cái răng nó mắc á mẹ. Rồi cho vô luôn đi, cải nó đi, đừng sấy nó nữa. Hơi sấy nhìn thấy ghê thấy không? Quá trời cái nấm sấy này. Nó này nó bằng tháng rồi. Thôi cải nó. Đừng bóp nó nữa. Cái trắng này đi. Thấy nó vậy đó, vô nó mới nở nữa. Cái trắng kìa mẹ. Thôi cái xanh luôn đi Bảy ơi. Rồi vô. Rồi lên vậy. Rồi đậy nắp nữa luôn. Kéo bên kia sao rồi chị? Bên đây là cũng lấy ra được rồi, tại vì để vô một lượt. Ôi ô. Bên kia nó bị bung nứt rồi. Nó bị hả họng cười. Hơi hơi. Bị rồi rồi. Cái nào xấu thì họ phe nhà ăn, còn cái nào đẹp thì cho người ta. Cái nào đẹp xấu thì cho người nữa anh nè hấp. Còn cái nào đẹp thì cho người nắng. Đi đi. Đây được mẻ nữa nha. Có cái núng lên ha. Bóc luôn chị. Tại đó mà vô cái bóc nó có nắng. Đó, xem cái nào cái nấy. Cái nào nấy quá vũ rồi. Ăn một cái là cái như là nó no. Rồi. Không cái kia nhỏ nhỏ nó làm nổi cái sao? Này quá làm cái hai cái gì. Đây nãy giờ mình hấp cái hai cái dĩ đó không được, không đủ bánh đó. Bánh làm quá trời nhiều luôn, hấp không kịp, mình tăng cường thêm cái nồi bự này nha. Nãy giờ mình hấp cũng lâu lâu rồi đó. Ok. Cái miếng nước vô hạ là mình dễ lấy. Lật này lên. Để góc tay với gấp khẩu gấp ta. Chơi vô tay sắc luôn. Chắc cái mới lên hấp luôn nha. Quá trời dậy luôn. Đụng bên đây đụng bên kia. Này cũng dĩ đâu mấy chục cái ta. Nó trên hết nè.
mình sửa lại. Nó bỏ giấy luôn nè. Bò quá bò luôn. Rồi đây đây. Rồi tụi nó giờ là hấp cũng được gần xong rồi cả nhà, còn hai ba mẻ nó hết rồi. Ở đây là bánh bao lá dứa này nha. Đó. Đây, còn bên đây là bánh bao trắng nè. Đó. Xong hết rồi. Nói chung mình làm thì cũng có cái xấu cái đẹp nha cả nhà. Dạ chưa. Cái dao nè. Đây bây giờ Tiền sẽ cắt ra thử một cái nha cả nhà. Cho cả nhà xem nha. Đây cái này đi. Màu trắng. Đây. Này là trứng muối nha. Ừ, nhiều cái trứng muối luôn nè. Một thêm một cái màu xanh nữa nha. Đây. Đó, màu xanh đẹp hơn. Thích màu xanh quá à. Màu xanh đẹp hơn nha. Rồi, thì cô với lại chú cũng dặn Tiền cái nhà hôm nay ai làm phụ thì sẽ tặng mỗi người là 6 cái bánh bao nha. Thì Tiền sẽ gửi tặng luôn nha cả nhà ơi. Giờ mình sẽ cắt hộp lót ở dưới đít bọc nha. Hôm nay thì mình làm thêm là bánh bao chay nữa. Bánh bao chay được tầm khoảng ba mấy cái. Thêm ba, lấy dấu tay lấy một cái gấp thêm ba cho đó thêm ba. Có không? Cái gì? Sáng giờ gấp hả? Tưởng con mới chai đây, gấp đi nhấp hả? Dạ, cho em một cái đi chị, em gấp vô hộp. Trời ơi, đổ luôn trời ơi, uống xong rồi đổ luôn. Trời ơi, bói à. Uống xong rồi đổ luôn. Dạ, chưa chưa này mình lót ở dưới nha. Mỗi một cô chú vậy là cô chú gửi tặng mỗi người 6 cái nha cả nhà. Đây, mấy cái xấu là của gia đình mình. Đó, ba cái trắng và cái lá dứa nha. Rồi đây. Chị Hai trước đi. Chị Hai cô chú gửi nha. Cảm ơn hôm nay đã phụ. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều luôn. Chúc cô chú nhiều sức khỏe. Chị Hai nghe nói lấy trứng một cái. Cho người 6 cái mà nó dành 10 cái. Rồi chị Bảy. Đây của chị Bảy đây. Nói chung là em gấp phí đại nha. Cũng có đẹp có xấu chứ phải xấu không. Đây của chị Bảy 6 cái. Bảy cảm ơn nha. Ai nè. Rồi cảm ơn chị Bảy phụ luôn nha. Chú Cảnh của Hằng. Cảm ơn anh chị. Dạ anh chị được rồi. À, bánh cũng gần chín rồi đó cả nhà, cho nên là Tiền sẽ gửi tặng mấy cô trước nha. Giống như ai có về công chuyện thì mình về trước. Rồi tới ai đây? Cháu, tới cháu luôn đi cháu ơi. Rồi, lấy giùm em luôn ha. Hôm nay cảm ơn tất cả mọi người nha. Này của thím ba luôn đi. Rồi em cảm ơn anh Cảnh với chị Hằng luôn. Chúc anh chị nhiều thật nhiều sức khỏe. Chiều nay khổ số con. Sáu cái chơi gian luôn trời. Hai cái. Người hai cái là no luôn rồi. Rồi của thím ba luôn. Dạ. Rồi em cảm ơn anh chị nha. Chúc anh chị nhiều sức khỏe. Cô với lại chú cũng kêu Tiền làm bánh bao chay cả nhà, gửi tặng cho bà Hai 6 cái luôn nha. Rồi này của thím Hai luôn nè, thím Hai ơi. Quên. Đây mỗi người 6 cái. Còn bánh bao chay thì đang hấp hả Bảy? Đây, gửi luôn thím Hai luôn nha. Cảm ơn chị Hằng với anh Cảnh luôn. Chúc anh Tà với chị được khỏe vui luôn. Này là Tiền gửi cho Tư luôn nha cả nhà. Bắt năm nữa đúng không? Còn bắt năm nữa, quên bắt năm nữa nha. Xíu nè.
À, không được, không được, cái này. Bói à, sao bói quậy dữ vậy bói? Này chị Bảy, lấy giùm bác Năm để bên đó luôn đi chị Bảy. Đây, cái này của bác Năm nha. Rồi, em Năm cảm ơn cô Cảnh với cô Hằng. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe. Chú Cảnh với cô Hằng. Này tiền gửi cho bà Tư cả nhà. Bà Tư ăn chay nhưng mà gửi cho cháu bà Tư. Lá dứa quên vụ lá dứa hoài à ta ơi. Đây Tư trả cho cháu của Tư. Dạ. Thôi cảm ơn cô với chú luôn nha. Dạ. Xuống tiếp với tiền làm bánh này, thì tôi cảm ơn nhiều. Này hồi mình đợi bánh chay nữa cả nhà, gửi cho Tư bánh chay nữa tại vì đang hấp. Bây giờ tiền vô coi thử ra coi nó như thế nào nha. Có bánh ba hoài được chứ em ba? Nóng, ba bánh mặn. Thế ba bánh mặn hả? Đây bánh chay phải không? Ồ. Phút là được rồi đó. Được chưa? Được rồi đó. Ở bên đây phải không? Hai cái luôn, cái này trước nè. Ở bên đó màu trắng cũng chai luôn hả? Ờ, chai. Ồ, nó nở kìa nè. Tôi làm 10 cái. Bây giờ mình lấy cái bên đây trước đi cô. Ừ. Ừ, đứa nào lấy cái tàu hủ vậy? Cái này là bánh bánh chai nha. Rồi, chừng 20 cái nha. Hai cái luôn hả gì? Hả? Hai cái được luôn ha. Rồi, chắc nó chơi rồi. Này là cái mẻ tương đầu tiên nha cả nhà. Mời cô nương qua đây lấy ra. Dạ rồi. Cái này mình ăn chay rồi. Cuốn ngon quá Tư ơi. Để wow. Cây gấp gấp vô thì nó bị xấu bánh. Gấp vô lủng á. Lủng. Cái này nãy nó vừa nở cái hơi sần sượi. Dạ. Nở rồi bánh. Dạ, nó động nước của Tư. Con ngửi mấy cái này. Mấy cái này là hấp được rồi cái gì. Ủa chị Bảy ơi, thường là chị hấp bao nhiêu cái vậy? 2 cái lớn còn nhỏ thì 10 cái. 2, 4, 6 đây hai cái nữa. Cái này cái dương nó nhỏ. Dạ. Nghe giữa ba cái đi, nghe giữa ba cái đi, tại kia cái dương nó bự á, nó dính. 2 4 6 8 10 13 cái luôn. Rồi còn mẹ nghĩ nó rồi rồi. Dạ. Hết nghỉ. Rồi tới lấy dĩa kia luôn đi. Dĩa gì? Dĩa kia là chín luôn á. Chín luôn ha. Rồi. Rồi cả nhà ơi, hôm nay thì được cô với chú đặt bánh như cả nhà làm cũng sáng giờ cũng mới vừa xong luôn. Thì hôm nay thì rất là vui luôn nha, cảm ơn cô chú rất là nhiều. Giờ thì mai sáng thì con với lại ba sẽ ra để tặng cho bà con nha. Thì tiền cũng xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại bà cô chú anh chị video sau nha. Đây, mẹ cuối sao mở đẹp dữ không biết nữa. Rồi đây, bye bye cả nhà nha. Bye bye mọi người ơi.